Chào tất cả bạn, tiếng Trung.vn quay lại với các bạn phần 2 của bài 17. Phần này đó là phần luyện tập. Các bạn sẽ dở cùng mình sang trang 18. Các bạn đọc cùng mình nhé. Y yuan, Jing li, Lui shi, Gong si, Jiao xiang ji, She xiang ji, Lu xiang ji, Shou yin ji, Dian shi ji. Bây giờ sang phần luyện đọc cụm từ. Yǒu hàn lǔ zǐ diǎn, yǒu chē, yǒu shū, yǒu gè gè, yǒu péng yǒu, měi yǒu shū, měi yǒu zǐ diǎn, měi yǒu dì dì, měi yǒu péng yǒu. Zài yīyuàn gōng zuò, zài jiā, zài dà xuě xuě xí, zài yīn hǎng huàn qiān, zài shí tǎng zhì fàn, jǐ hǒu rén, jǐ gè gè gè, jǐ běn zǐ diǎn, jǐ jiāng dì tú. 多少个人，多少张地图，多少本书，两本书，三本词典，四把椅子。 Bốn cái ghế, bả là lượng từ gì có thể cầm nắm được. 5张照片, năm bức ảnh. Trang là lượng từ gì có bề mặt rộng, ví dụ như trang ti thú, y trang chén, tờ tiền chẳng hạn. Sang phần bài số 2, thi khoan thay thế. Ní yếu khăn ủy chữ điện mà. Yếu, ố yếu khăn ủy chữ điện. Trong ô vuông. Khăn ủy su, Trung Quốc ti thú, Trung ấn trá trự, Nán ủy bằng yếu. Khăn ủy chữ điện, Trung ấn khoa bao. Ní yếu chí bẩn chữ điện. Lém bẩn, ố yếu lém bẩn chữ điện. Cửa, trao xanh chi, Chẹn, máu y, Trang, ti thú, Hứa, chữ đại. Cơ bẩn zi bẩn trá trữ. Ní yếu mấy yếu Trung Quốc ti thú. Mấy yếu, ố mấy yếu Trung Quốc ti thú. Tinh ủy chữ điện, chữ xính chư, tì tì, mê mê. Trung ấn trá trữ. Nì mân ban yếu tô sảo cơ xế sân. Ố mân ban yếu sứ ba cơ xế sân. Sứ cơ nữ xế sân, ba cơ nán xế sân. Ơ sứ trang chua trữ, sứ chiếu bá ỷ trữ, sứ ba bẩn chứ điện, ủ sứ sư bẩn khan ủy su. Nì bà bà trai nà cung chua, ủa bà bà trai cung sư cung chua, y yuàn đà xuế yín hàng, yú chú su điện, sang điện. Nì mà bà chua sớm cung chua, ủa mà bà sư đại phu, khu sư, luy sư, lão sư, chứ yến, và cuối cùng là chinh lỉ. Chinh lỉ là giám đốc. Sau đây các bạn chuyển sang trang 20. Chúng ta làm cái bài tập số 3. Đọc số 32, 45, 99, 100, 166, 200, 166, 203, 503, 53, 1000, 1101, 6,059, 7,000, 933, 1,000. Sau đó chúng ta sang bài 4, dùng những cái từ chữ Hán để điền lượng từ thích hợp vào. Tức là tóm lại chúng ta sắp xếp những cái lượng từ nào cho nó phù hợp. Ví dụ 3 cửa xế sâm, 8 cửa học sinh. Ý cơ xem dự một cái vali, lém bẩn su hai quyển sách, san trang trao phen ba bức ảnh, sư trên máu y bốn chiếc áo len, ủ lem chư xính chưa, lem là lượng từ của xe cộ, ví dụ như là ý lem chi chưa một chiếc xe ô tô, ý lem mùa thua chưa một chiếc xe máy, ý lem chư xính chưa một chiếc xe đạp. Lưu trang Trung Quốc thi thú, 6 bức bản đồ Trung Quốc, bởi vì bản đồ nó rộng, có bề mặt rộng thì các bạn phải dùng lượng từ trang. Chi cơ bẩn sự là 7 quyển vở. Ba trang chua sự là 8 cái bảng. Chúng ta sẽ đi tiếp sang bài 4. Đặt câu hỏi theo các ví dụ dưới đây. Chúng ta vào câu 1 luôn. Ní yếu chí bẩn trung ấn su, ủa yếu sư bẩn trung ấn su. Tha yếu chỉ cơ Trung Quốc bằng yếu, thay hiểu san cơ Trung Quốc bằng hiệu. Câu 3.
Nǐ jiā yǒu qǐ hǒu rén, wǒ jiā yǒu sì hǒu rén. Câu 4. Zhè ge gōng shì yǒu duō shǎo ge zhí yuán. Zhè ge gōng shì yǒu èr shí duō ge zhí yuán. Câu số 5. Nǐ yǒu qǐ ge zhōng guò péng yǒu, wǒ yǒu yí ge zhōng guò péng yǒu. Phần kế tiếp. Câu 1. Nǐ yǒu měi yǒu khan in chữ điển, wǒ měi yǒu khan in chữ điển. Câu số 2. Zhè ge dà xuě yǒu duō shǎo ge liú xuě shēng. Zhè ge dà xuě yǒu wǔ jiān duō ge liú xuě shēng. Câu số 3. Tà yǒu měi yǒu zhōng wěn zhǎ zhì. Tà yǒu zhōng wěn zhǎ zhì. Câu số 4. Đáp án là wǒ měn bàn měi yǒu měi guó xuě shēng. Vậy câu hỏi sẽ phải là nǐ měn bàn yǒu měi yǒu měi guó xuế shēng. Câu số 5. Đáp án là tà měi yǒu shì jiè dì tú. Vậy câu hỏi sẽ là tà yǒu měi yǒu shì jiè dì tú. Bây giờ chúng ta sang bài 6, sắp xếp từ thành câu. Tà měi yǒu gè gè hě mèi mèi. Nǐ yǒu qǐ gè zhào xiāng qī. Câu số 3. Nǐ měn bàn yǒu duō shǎo xuế shēng. Câu số 4. Nǐ wǒ měi yǒu zhì xíng chuè. Các bạn sang trang 22. Còn một câu. Nǐ yǒu měi yǒu Trung Quốc tì thú. Bạn có bản đồ Trung Quốc hay không? Bài số 7 trả lời những câu hỏi theo tình hình thực tế. Nǐ jiā yǒu qǐ hǒu rén, wǒ jiā yǒu sì hǒu rén. Nǐ bàbà zài nǎ gōng zuò, wǒ bàbà zài yín háng gōng zuò. Nǐ māmā nè, wǒ māmā zài dà xuě gōng zuò. Nǐ yǒu měi yǒu gè gè jiè jiè dì dì mèi mèi, wǒ zhí yǒu yí ge dì dì. Tà měn zài nǎ gōng zuò xuě xí, tà zài Shēng Lóng Gāo Zhōng xuě xí. Tức là cậu ta học ở trường cấp 3 Thăng Long, ví dụ thế. Câu số 5. Nǐ yǒu zhí diǎn ma? Wǒ měi yǒu zhí diǎn. Nǐ yǒu qǐ běn zhí diǎn? Wǒ yǒu sān běn zhí diǎn. Nǐ yǒu měi yǒu zhōng guò péng yǒu? Wǒ měi yǒu zhōng guò péng yǒu. Nǐ měn bàn yǒu duō shǎo xuě shēng? Wǒ měn bàn yǒu shí ge xuě shēng. Nǐ měn bàn yǒu qǐ ge nán tōng xuě? Qǐ ge nǔ tōng xuě? Wǒ měn bàn yǒu wǔ ge nán tōng xuě? Wǔ ge nǔ tōng xuě? Sang phần treo chi khuê khoa, bài số 8, nói về gia đình. 1. Nǐ jiā yǒu qǐ hǒu rén, sì hǒu rén. Nǐ bàbà zuò shěnme gōng zuò? Wǒ bàbà shì lú shí. Nǐ māmā nè, wǒ māmā shì jīng lǐ zài yī jiā gōng shì gōng zuò. Mẹ tôi là giám đốc làm việc cho một công ty. Nhiều bạn dịch sai thành một công ty gia đình, không đúng. Một làm việc cho một công ty. Tiếp theo, mượn đồ dùng. Xiǎo chàng, nǐ yǒu zhì xíng chuè ma? Yǒu, wǒ yōng yōng. Hǎo ma? Tôi dùng thử có được không? Hǎo, cái nǐ yào shì. Được, tôi đưa cho bạn cái chìa khóa, yào shì chìa khóa. Trang 23 còn một chút. Chai nǎ nè? Ở đâu? Chiêu chai lǒu xiā, ở dưới tầng. Sì shěnme yán sè de? Là màu gì vậy? Hèi de, màu đen. Xìn de hay shì chiêu de? Mới hay là cũ? Xìn de, xem mới đấy. Nǐ khàn, bạn xem. Chiêu shì, chiêu shì nà lè, chính là cái chiếc kia. Bây giờ sang mô tả bức tranh. Về mô tả bức tranh thì các bạn nhìn thấy nó có một cái bức tranh giới thiệu về gia đình. Thì các bạn có thể là đây là một vài gợi ý thôi nhé, các bạn phải tự làm thôi. 2, 4, 6. Wǒ jiā yǒu liù hǒu rén. Zhè shì wǒ yě yě. Wǒ yě yě shì tái fù. Zhè shì wǒ bà bà. Wǒ bà bà shì lú shí. Wǒ mà mà shì hù shì. Wǒ mèi mèi zài xiǎo xuě xuě xí. Học ở trường cấp 1 chẳng, ví dụ thế. Cái này các bạn tự viết ra thành chữ Hán, một bài chữ Hán. Thì nếu các bạn là học viên của lớp online của tiếng Trung.vn thì sẽ gửi vào trong cái hòm thư của tôi, hòm thư cá nhân của tôi sẽ sửa cái bài đó cho các bạn. Bây giờ chúng ta sang cái bài duy tú.
我教上本，我家有四口人，爸爸妈妈、姐姐和我。爸爸是一家医院的大夫，他工作很忙，妈妈不工作，他在家做家务，他在家把二年做家务懒惰着。姐姐是大学生，在大学学习英语，我是北京语言文化大学的留学生，学习汉语。姐姐有个男朋友，姐姐说她的男朋友很好，我很高兴。我没有男朋友，但是我有很多朋友，但是呢，有日本朋友，也有外国朋友。Các bạn sang trang bên cạnh, đọc xong thì phán đoán đúng sai, đúng thì đánh V, mà sai thì đánh X. Và khi mà trả lời trên lớp thì các bạn đúng thì nói là tuệ, còn nếu mà sai các bạn nói là chua. Bây giờ câu thứ nhất, sang phần cha hiểu ú khẩu là papa, mama, mây mẹ, ti tị, chua, và đánh chữ X vào. Papa suy cha y yuen và tai phụ, cung chua khẩn mạng, tuệ, mama chai cha chua cha u, mẹ nhà làm nội trợ, tuệ. Sang bẩn sư Bảy Trinh ta suế thờ suế sơn, suế xí khan ủy, tuệ. Chỉa chia dễ sư ta suế sơn, suế sơn, tha suế xí ủy. Chị gái cũng là sinh viên và chị ấy học tiếng Anh, tuệ. Chỉa chia hiểu ý cơ nán hứng hiệu, chị gái có một anh trai, tuệ. Trên đây tôi vừa mới xử lý xong cái phần bài tập của bài 17, giáo trình Hán ngữ 2. Có nhiều bạn hỏi là thế thầy dạy ở trên này thì em đến lớp để làm gì? Hay có những bạn học ở lớp offline cũng có hỏi câu này, và các bạn học online bảo thế online thì khác gì với offline? Thì tôi xin trả lời là nói gì thì nói, lớp online thì hiệu quả chỉ bằng 70%, 60-70% so với lớp offline. Bởi vì lớp offline chúng tôi có thảo luận này, theo nhóm này, chúng tôi có kết bạn chơi với nhau này, chúng tôi có đi trà chanh chém gió với nhau này, chúng tôi có thể chơi với nhau rất là thân và tạo thành một cộng đồng, và chúng tôi có sự ganh đua này, chúng tôi có trò chơi này, chúng tôi có rất nhiều các hoạt động khác, và có thể tôi không thể nói ra đây vì nó là bí quyết. Nhưng mà nếu mà bạn nào đã đi học ở trên lớp của tiếng Trung.vn thì các bạn sẽ thấy nó là một sự tương tác rất mạnh. Và cái sự phát triển và cái sự nỗ lực của chúng ta nó được cọ sát và va chạm với tất cả những người khác mà chúng ta giỏi đến rất nhiều. Còn một số các cái mẹo hoặc là một số các cái bí quyết ở trên lớp online, ở trên lớp tại trung tâm, thì tôi cũng chỉ nên nói sơ qua như vậy và không thể nói hết được, bởi vì nó là bí quyết nghề nghiệp. Tiếng Trung.vn chúc các bạn học tiếng Trung thành công.